Tại sao gần mặt trời nhất nhưng sao Thủy không bị đốt cháy? Kể từ khi sao Diêm Vương bị giáng cấp và không còn được coi là một hành tinh trong hệ mặt trời, thì sao Thủy đã trở thành hành tinh nhỏ nhất của Thái Dương Hệ với đường kính chỉ khoảng 4.800 km, trong khi đường kính của trái đất là khoảng 12.700 km. Nhưng quỹ đạo quay quanh mặt trời của sao Thủy lại nhanh nhất, khi hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ mất 88 ngày trên trái đất ở tốc độ gần 180.000 km/h, nhanh hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong hệ mặt trời. Cũng chính vì điều này mà người La Mã đã đặt tên cho hành tinh là Mercury, theo tên của Mercurius, vị thần có nhiều quyền năng, trong đó có liên lạc, giao tiếp và truyền tin một cách nhanh chóng. Ngoài là hành tinh có quỹ đạo quay nhanh nhất, kích thước nhỏ nhất, thì sao Thủy cũng là hành tinh gần nhất với mặt trời. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 150 triệu km, sao Kim là 108 triệu km, nhưng sao Thủy chỉ cách mặt trời khoảng 58 triệu km. Ở trái đất cách xa đến 150 triệu km, nhưng vào những thời điểm nóng nhất trong năm có thể mang đến cảm giác như thiêu đốt. Nhưng tại sao sao Thủy ở gần mặt trời hơn tới gần 100 triệu km mà lại không bị đốt cháy? Theo lẽ tự nhiên thì càng cách xa nguồn phát nhiệt thì mức nhiệt sẽ càng giảm, và ngược lại, ở khoảng cách gần thì nhiệt độ sẽ càng lớn. Nhưng để đạt đến mức đốt cháy được một thực thể thì ngoài nhiệt độ cao còn phải phụ thuộc vào vật chất cấu thành nên thực thể đó. Lõi của sao Thủy khá lớn và được cấu tạo chủ yếu từ sắt. Lõi băng sắt của sao Thủy chiếm tới 75% vòng bán kính của nó và chứa nhiều thành phần sắt hơn bất kỳ hành tinh nào trong hệ mặt trời. Sao Thủy có thành phần cấu tạo khoảng 70% là kim loại và 30% silicat. Trong khi đó, ở trái đất, nhóm khoáng vật silicat chiếm hơn 90% cấu thành nên đất đá của lớp vỏ trái đất. Sao Thủy gần mặt trời nhất nên chắc chắn nhiệt độ ở đây sẽ vô cùng nóng, nhưng điều đó vẫn không làm cho chúng đủ nóng để làm tan chảy những lớp đất đá cấu thành nên hành tinh. Mặt đối diện với mặt trời của sao Thủy có nhiệt độ khoảng trên 400 độ C, trong khi 100 độ C là nhiệt độ sôi của nước, thế nên trên 400 độ C vẫn là rất nóng. Trên thực tế, nó đủ nóng để làm tan chảy một số kim loại, chẳng hạn như chì. Tuy nhiên, sao Thủy không được làm bằng chì, nó được làm bằng loại sắt có điểm nóng chảy hơn 1.500 độ C và các vật liệu silicat đất đá có điểm nóng chảy trên khoảng 600 độ C. Vì vậy, sao Thủy vẫn không đủ nóng để bị đốt cháy và tan chảy, cũng như không đủ nóng để sôi hoặc biến thành khí. Không những không bị đốt cháy mà sao Thủy còn có lúc trở lạnh. Lớp khí quyển ở sao Thủy rất mỏng và được cho là mỏng nhất trong hệ mặt trời. Nó mỏng đến nỗi các nhà khoa học phải đặt một cái tên khác thay vì khí quyển mà là tầng ngoài. Chính vì có tầng ngoài mỏng nên dẫn đến khả năng giữ nhiệt của sao Thủy rất thấp. Ở vùng được mặt trời chiếu sáng, nhiệt độ có thể lên đến trên 400 độ C. Trong khi ở mặt tối của hành tinh này, nhiệt độ có thể tụt xuống mức âm gần 170 độ C và trở nên băng giá. Với biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lên tới khoảng 600 độ C, thì sao Thủy cũng được cho là có mức biên độ nhiệt lớn nhất trong Thái Dương Hệ. Những quan sát về sao Thủy đầu tiên được ghi chép lại là do nhà thiên văn học Galileo Galilei thực hiện bằng kính thiên văn vào thập niên 1610. Mặc dù ông đã nhận ra các dấu hiệu của sao Kim lúc đó, nhưng kính thiên văn của ông không đủ mạnh để có thể phát hiện tốt hơn về sao Thủy. Những ghi chép và thông tin về sao Thủy chỉ trở nên dễ hình dung hơn trong những nghiên cứu về sao. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.